Dạ vâng, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kay Lê Tuyết. Giữa cái lúc dịch bệnh đang hoành hành trên thế giới với tổng số ca nhiễm tại ngày 13 tháng 4 năm 2020 chỉ là 1.800.000 người trên toàn thế giới và tỷ lệ người tử vong là 114.000 người đã tử vong. Một con số mà sáng hôm nào mở mắt ra thì khiến chúng ta cũng phải rùng mình. Và đây là một cái điều linh cảm mà chúng ta cần phải tìm đến, đó là nhà dự đoán tiên tri Vanga sẽ dự đoán như thế nào về kịch tính của năm 2020. Nhà tiên tri Vanga dự đoán kịch tính của năm 2020 có đáng tin không? Người nhà của nhà tiên tri Vanga lần đầu công khai những dự đoán kịch tính của bà cho năm 2020. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ tính chính xác của những lời nhà tiên tri này khi nhiều năm qua cũng đã có nhiều dự đoán không đúng. Những dự đoán của nhà tiên tri cho năm 2020 liên quan đến thảm họa thiên nhiên, chiến tranh, hòa bình cũng như là những thay đổi ở châu Á. Người thiết lập hòa bình trên toàn trái đất, nhà tiên tri người Bungary lưu ý thời gian này mang tính định mệnh và bước ngoặt đối với toàn nhân loại. Theo Sputnik, Vanga nói vào năm 2020 sẽ xuất hiện một người có thể mang đến niềm hy vọng và thiết lập hòa bình trên toàn trái đất. Vấn đề toàn cầu, thiết lập hòa bình ở Trung Đông phải được giải quyết theo dự đoán bằng nhân vật số 8. Vanga nói khi mà số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1.000 năm và tôi hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra thôi. Vậy số 8 này là ai? Hiện vẫn còn là một bí ẩn. Châu Âu sẽ bị chấn động bởi các thảm họa xã hội liên quan đến sự đụng độ của các nền văn hóa khác nhau, dòng người di cư. Theo lời của nhà tiên tri, tại Ukraine vào năm 2020 sẽ diễn ra những sự kiện lớn. Và vào cuối năm nay, bà nói về mối quan hệ ấm lên giữa Nga và Ukraine. Bà cũng tin rằng hầu hết những trẻ em sinh năm 2000 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Vanga dự đoán vào năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian, có lẽ thậm chí sẽ khám phá ra một hành tinh mới mà con người sẽ sớm di cư đến. Kinh tế và hỗn loạn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo dự đoán của Vanga, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trên thế giới. Nhà tiên tri trong suốt cuộc đời của bà đã từng tuyên bố vào năm 2020, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Vanga dự đoán có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng nữa. Nhân loại sẽ bị phân vân và bối rối bởi các vấn đề khác. Về thiên tai, sẽ có rất nhiều ánh sáng từ mặt trời nhưng không có nhiệt lượng, Vanga nói. Theo lời nhà tiên tri, hoạt động tích cực của mặt trời sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Nga dự kiến sẽ trải qua một mùa hè khô cạn, thiên nhiên gây ra những thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan và Trung Quốc và các quốc gia lân cận. Vanga dự đoán một số trận động đất ở khu vực châu Á. Bà liên kết sự xuất hiện của động đất với hoạt động mạnh mẽ của con người. Do đó, tính toàn vẹn của địa hình sẽ bắt đầu bị phá hủy nhanh hơn. Châu Phi cũng sẽ gặp rắc rối. Dịch bệnh lớn cướp đi số lượng lớn mạng sống con người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả một năm. Bệnh phổ biến nhất trên trái đất sẽ là ung thư da. Nguyên nhân được gây ra bởi sự bùng phát thường xuyên hơn ở hệ mặt trời. Băng ở Bắc Cực gây ra không ít lo ngại vì nguy cơ thảm họa môi trường sẽ khiến chúng tan chảy nhanh hơn. Theo Sputnik, hầu hết các dự đoán cho năm 2020 là khá bi thảm và kịch tính. Điều này càng đáng lo sợ hơn khi bà Vanga trước đây nổi tiếng vì tài dự đoán tương lai của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng rằng, ngay cả khi tất cả những lời của người tiên tri nói trên là sự thật, thì chúng vẫn diễn ra với sự mất mát ít nhất cho nhân loại. Và cũng giống như nhà tiên tri Vanga thì chúng ta có thêm một bác sĩ, nhà giả kim, nhà chiêm tinh và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp với cái tên, với cái biệt danh là
Nostradamus với những dự đoán trong năm 2020 cũng sẽ ngập tràn những thay đổi bất ngờ nhất. Theo lời nhà tiên tri này thì hoạt động tích cực của hệ mặt trời sẽ gây ra một thảm họa thiên nhiên chưa từng có. Ông nói về những thay đổi bất ngờ và khám phá khoa học. Vào năm 2020 thì sẽ có những thay đổi bất ngờ nhất cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước ở châu Âu, Đông Á và Trung Quốc, nơi sẽ trở thành nước chế tạo ra các thiết bị mới nhất. Trung Quốc sẽ giới thiệu cho thế giới một sự chuyển biến. Ngoài ra, các quốc gia lớn dự kiến sẽ trải qua những biến động xã hội vào năm 2020. Điều này một lần nữa liên quan tới Trung Quốc cũng như Mexico và Brazil. Nhà tiên tri cho rằng những thay đổi này sẽ không tích cực đối với con người. Cũng trong năm 2020, theo dự đoán của Nostradamus, chờ đợi những khám phá trong khoa học sẽ có thể tìm ra phương pháp sản xuất năng lượng mới nhất với hiệu ứng âm thanh. Còn tập đoàn Tesla sẽ hoàn thành cuộc cách mạng trong nền kinh tế toàn cầu. Trong năm tới, các nhà khoa học sẽ tiến bộ rất nhiều trong việc nghiên cứu không gian biển, đến mức sẽ tạo ra các thiết bị phức tạp lặn sâu dưới nước, sẽ giúp thực hiện những khám phá khoa học mới, thay đổi căn bản ý tưởng của con người về nguồn gốc sự sống trên trái đất. Khám phá sẽ trở thành nền tảng để tạo ra một thế giới khác biệt ở dưới nước và sẽ giúp cho tương lai xây dựng một khách sạn và thậm chí là các thành phố ngầm. Cơn ác mộng của năm 2020, Nostradamus cũng giống như Vanga cảnh báo về thảm họa thiên nhiên gây chết chóc vào năm 2020. Cụ thể là nhà tiên tri đã nói về hỏa hoạn quét qua tất cả các châu lục. Hậu quả lớn đến mức loài người do bị ảnh hưởng của lớp khói sẽ mất tầm nhìn đối với cả mặt trời và mặt trăng. Hỏa hoạn cũng sẽ được thay thế bằng mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở nhiều quốc gia. Các nước chịu ảnh hưởng nhất là Úc và Châu Đại Dương. Dự đoán của nhà tiên tri Nostradamus về động đất xảy ra sau khi núi lửa thức dậy. Nhiều điều rất là đáng sợ nhất là trong các dự đoán của ngài là cơn sóng thần có cường độ khổng lồ sẽ xảy ra sau khi sao chổi rơi xuống trái đất. Kết quả là Châu Phi phải chịu đựng nhiều nhất và hậu quả nạn đói đến tiếp sau đó. Kẻ chống Chúa đến trái đất. Điều thực sự đáng sợ vào năm 2020, theo Nostradamus, là sự ra đời của Antichrist là kẻ chống Chúa trên trái đất. Ông ta hiện diện với nhiệm vụ hủy diệt và sẽ bắt đầu thực hiện điều này từ nước Nga. Đến năm 2022, nhà tiên tri giả định tất cả các quốc gia phát triển có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột vũ trang. Rất là nhiều người trong năm tới cuối cùng sẽ có sự giác ngộ sâu sắc. Nhiều người sẽ xem xét lại quan điểm của họ về sự giàu có vật chất và đặt giá trị tinh thần lên hàng đầu. Ưu tiên của cư dân trên toàn cầu là sức khỏe, năng lượng tích cực, tình yêu và tình bạn. Và thêm một nhà tiên tri nổi tiếng khác cũng khá là rùng rợn là người đã từng tiên tri vụ ám sát Tổng thống Mỹ. Ông ấy đã dự kiến về năm 2020 đáng sợ như thế nào? Các nhà tiên tri như là Nostradamus, Vanga đã trở nên nổi tiếng toàn cầu bởi những lời sấm truyền dự đoán vận mệnh thế giới và Mỹ. Và có thêm một nhà tiên tri rất là nổi tiếng khác, đó là Jenny Dixon. Theo Sputnik thì Jenny Dixon được biết đến sâu rộng ở Mỹ sau khi ông dự đoán đúng vụ ám sát của Tổng thống Mỹ John Kennedy năm 1963. Vào năm 1956 thì Dixon đã đưa ra một lời tiên tri khiến bà nổi tiếng mãi về sau. Bà nói rằng trong một cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1960, ứng viên của đảng Cộng hòa sẽ thắng cuộc, nhưng mà người đó sẽ bị ám sát hoặc là chết khi mà vẫn còn đương nhiệm. Và ông John Kennedy đã trở thành Tổng thống Mỹ và ông đã bị ám sát ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 1963. Nhà tiên tri Dixon từng qua đời vào năm 1997 đã dự đoán tận thế sẽ kéo đến vào năm 2020 khi kẻ chống Chúa cứu thế Antichrist, quỷ Satan và nhà tiên tri giả cùng xuất hiện và Chúa sẽ quay trở lại để đánh bại họ.
Dạ vâng, trên đây chỉ là lời chia sẻ của ba nhà tiên tri cũng khá là nổi tiếng trên toàn thế giới. Và điều chúng ta đang hiện diện bây giờ là trên thế giới có gần 2 triệu người đã nhiễm virus corona, với một con số tử vong rất là khủng hoảng, nhưng mà cả thế giới chưa có tìm được bất kỳ một cái loại thuốc kháng sinh cũng như là thuốc trị nào đặc hiệu cho nó. Không có lẽ trùng hợp nào mà ba nhà tiên tri cùng có một cái hiệu ứng riêng cho cái năm 2020 là cái năm đại nạn như thế, đúng không quý vị? Và việc của chúng ta bây giờ là chúng ta đã nhìn thấy rằng có 50% lời tiên tri đã đi vào sự thật. Và việc của chúng ta bây giờ là hãy cùng nhau ngày đêm cầu nguyện để cho loài người trên thế giới có thể sớm vượt qua được cái cơn đại dịch nguy hiểm trên toàn cầu này. Dạ vâng, một lời chia sẻ cũng khá là chân tình, tuy cũng khá đặt khá là nhiều niềm tin và hy vọng rồi những lời tiên tri như trên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ hết clip của Tuyết. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn ủng hộ giúp Tuyết cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới clip nha cả nhà. Tôi sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất để phục vụ quý vị và các bạn. Nếu ai đã nhấn rồi thì mình không phải nhấn nữa nha quý vị. Mình hãy nhấn vào cái chuông thông báo ở kế bên để luôn là người đầu tiên theo dõi clip mới nhất ủng hộ giúp Tuyết ạ.